Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh VN Youtuber Đọc truyện. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện trước, các bạn đã theo dõi phần 2 của tiểu thuyết Ông Cô Vấn. Trong phần đọc truyện hôm nay, mời các bạn theo dõi tiếp phần 3 của tiểu thuyết này. Cuộc gặp Cẩn đã vượt sự mong đợi của Hai Long. Tờ trình của anh không chỉ tới tay Cẩn, mà còn tới cả dinh độc lập. Sự biệt đãi Cẩn dành cho anh một phần là do những bút phê của Diệm và Nhu. Nhưng thái độ Cẩn còn làm anh e ngại Cẩn đã im lặng khá lâu sau khi nhận được tờ trình. Chỉ tới lúc Diệm nhu cần hỏi lại, Cẩn mới gặp anh. Cẩn tuy có việc cần anh nhưng chưa thật tin anh. Không hiểu bọn hiếu vượng đã báo cáo về anh với Cẩn như thế nào. Cha Hồng có đưa bức ảnh chụp chung với cha Lê và cuốn kinh thánh do Cassaigne để tặng cho Cẩn xem không? Đây là một điều mà anh không tiện hỏi. Một người như Cẩn khó có thể tin vào những lời nói khi hắn chưa nhìn thấy gì trên thực tế anh nghĩ đến vai trò của cha lê trong những ngày sắp tới nhưng trước mắt cần có người tác động tốt cho mối quan hệ giữa anh và cẩn người đó là cha hồng ngày hôm sau hai long đến nhà thờ francisco theo lời dặn của cha hồng anh cảm ơn cha đã có tình thương cao cả đối với mình mong giải quyết tốt trường hợp của mình anh đề nghị riêng với cha cố gắng có mặt cùng với anh trong cuộc gặp cẩn sắp tới để cho sự hợp tác giữa ông cậu và anh tiến triển thuận lợi Cha Hồng rốt sáng nhận lời. Đúng ngày đã hẹn với Cẩn. Hai Long nhờ Lê Văn Dư đánh xe đưa mình đến Phú Cam. Anh rất vui khi thấy cha Hồng đang nói chuyện với Cẩn. Sau khi đưa bản bổ sung tờ trình cho ông cậu, Hai Long nói với cha Hồng. Thưa cha Linh Hưởng, con xin chia sẻ niềm ước vọng của cha và chung lời cầu nguyện Chúa phù hộ cho sự hợp tác giữa con cái của Chúa ở đây thành đạt kết quả tốt. Con đã được sự đón tiếp ân cần của cha và ông cố vấn. Con xin cảm tạ Chúa đã tạo nên cơ hội cho chúng con hợp tác với nhau trong tình thương yêu của Chúa. Sự hợp tác đó tuy mới buổi ban đầu nhưng rất đáng khích lệ. Cá nhân con rất mong đóng góp vào đại sự quốc gia. Tuy nhiên không vượt ra ngoài mối quan hệ lâu năm giữa giáo khu phát diệm Bùi Chu và đương kim Tổng thống. Anh quay sang nói với Cẩn. Với ông cố vấn, tôi xin nhấn mạnh một điểm. Tôi không dám nói là cứu nguy, mà chỉ là làm một công việc báo nguy cho chế độ Vì hiện nay tôi đang sống trong một hoàn cảnh rất đặc biệt Cha Hồng ngắt lời Chúa sắp đặt tất cả Nếu thầy phụ ta vẫn ở Sài Gòn Thì ông Tổng thống và hai ông cố vấn làm sao biết được thầy Còn muốn nói việc hôm nay là như thế Chúa đã phán Ngày mai có việc của ngày mai Câu nói của cha Hồng Làm cho hai long đoán Là trước đó cha đã trao đổi với Cẩn về chuyện của anh nhưng mình cũng chưa vội vồ vập. Cẩn xịu mặt, nói với giọng trách móc. Khó khăn tựa núi, thầy phụ tá chỉ nhận báo nguy mà không cùng ra sức cứu nguy thì mần răng. Cứu bệnh như cứu hỏa, không thể chậm trễ. Mình không ra tay ngăn không đặng mô, khoanh tay ngồi đợi chỉ có thua thôi. Rối ren chăm bể tính răng. Chúa an bài. Cha Hồng lặp lại câu nói thường ngày. Rồi đâu cũng vào đó, tình hình sẽ êm ả thôi. Cẩn nhìn hai long gần giọng Thầy phụ tá phải giúp tôi mới đặng. Cha Hồng suýt xoa. Lạy chúa, xin chúa phù hộ cho chúng con sống thương yêu bền vững bên nhau. Sau buổi gặp này, hai long quyết định viết thư cho cha Lê. Trong bức thư, tuy có nhắc qua hoàn cảnh oan khuất, bị giam cầm, nhưng hoàn toàn không mang tính chất cầu xin sự giúp đỡ. Anh tường thuật lại với cha những điểm chủ yếu trong tờ trình, những cuộc tiếp xúc với Cẩn và mong sự chỉ dẫn của cha đối với một đệ tử chẳng may xa vào cảnh ngộ éo le. Anh đưa thư cho cha Hồng xem và nhờ cha chuyển hộ. Anh cũng gợi ý cha Hồng nên viết thư cho cha Lê nhằm góp phần xây dựng lại hòa hiếu giữa giáo khu phát diệm và gia đình họ Ngô. Cha Hồng nói là mình cũng đã quyết định đó. Lần này, Hai Long không phải chờ đợi lâu. Chỉ sau ít ngày, cha Hồng đã mời anh tới để chuyển lại tờ thiếp phúc đáp của cha Lê. Trong thiếp, cha lê viết cầu nguyện chúa phù hộ cho thầy đủ sáng suốt làm nên việc cho giáo hội mối lo lớn đã vơi đi hai long hiểu qua mấy lời ngắn ngủi cha lê không những đã công nhận mình là đệ tử của ngài mà còn nhắn khéo mình phải hết sức khôn lanh trong quan hệ với cẩn để nắm tình hình cho cha cha hồng cũng khoe với hai long cha lê đã biên thư cho mình nhờ chăm sóc giúp người đệ tử chẳng may lâm nạn và hẹn một ngày gần đây sẽ ra thăm thuận hóa nhân dịp này hai long thổ lộ với cha con thực lòng muốn giúp đỡ ông cậu nhưng chỉ ông cậu chưa tin cha hồng ngạc nhiên sao thầy lại có ý nghĩ như vậy ông út rất tin thầy mà có thể con hiểu lầm ông út con như con chim phải tên hễ thấy cây cong là sợ cha hồng nhìn anh với đôi mắt thông cảm cha đã hiểu tâm trạng của con những chuyện này cha sẽ nói lại với ông út cha tin rằng mọi việc rồi sẽ tốt đẹp cha hồng không muốn nhúng tay vào việc đời để chuyên tâm lo việc đạo riêng với những việc làm nhằm siết chặt tình thương giữa những người con chiên của chúa thì cha không bao giờ từ nan cha đã nói hộ hai long nhiều điều mà anh không thể hoặc không nên nói trực tiếp với út cẩn hai long nhận thấy rõ nhờ có vị linh mục chân tu này quan hệ giữa anh với út cẩn đã nhanh chóng chuyển biến theo chiều hướng có lợi Hai Long hiểu thêm về con người Ngô Đình Cẩn. Trong con người mang dòng máu địa chủ quan lại phong kiến này, có nhiều cái rất trái ngược, hiểm độc, xáo quyệt, nhưng lại nhiều lúc nhẹ dạ cả tin. Uống máu người không tanh, vô nhân vô luân như một bạo chúa, nhưng lại có những lúc mềm yếu, nhu hòa dễ bảo, mau nước mắt. Sắc sảo hoạt bát, tự phụ tự mãn, nhưng nhiều lúc lại rất mù mờ, ngờ ngạch, tự nhận cái kém cái rốt của mình. Luôn luôn kèn cửa với các linh mục, nhưng lại rất vâng lời cha linh hưởng. Thiển cận, chặt chẽ, so đo, nhưng lại nhiều tham vọng. Có lúc phóng tay, bốc rời. Cẩn say xưa với quyền lực và rất sợ mất quyền lực. Một nhược điểm lớn của Cẩn là ưa tân bốc phỉnh nịnh. Cẩn rất thích được khen là hiếu đễ. Khi hai lòng nói với y, hiếu đứng đầu trăm nét, người hiếu là người có nhân, có nghĩa lễ trí tín. Anh thấy đôi mắt Cẩn rưng rưng, Hai Long không còn e sợ đôi mắt của Cẩn như lần gặp đầu tiên. Cẩn đã tâm sự với anh những điều gan ruột. Y tỏ ra không thích người Mỹ. Cẩn chê người Mỹ không lịch sự lễ phép bằng người Pháp. Mỹ kiểm soát từng đồng xu viện trợ. Mỹ muốn nắm tất cả, mà xem ra không thật lòng với ta. Khi nói điều này, Cẩn tỏ vẻ cay đắng, hai má sệ xuống, mặt buồn thiêu. Có lần Cẩn than thở với anh. Tùy rốt lắm, vì không được ăn học đến nơi đến chốn giả sử tôi giỏi như ông Trường Trinh thì tôi chẳng để cho vợ chồng ông Nhu tác yêu tác quái bên cạnh Tổng thống. Khi nghe Hai Long bàn về những nguy cơ, cần chỉ phụ họa hoặc tỏ vẻ bực tức hay lo lắng, cần không tìm ra biện pháp gì để giải quyết ngoài những lời hăm hở. Phải chừng trị ngay những tên chống đối. Hai Long nói lại, bọn này thường có lực lượng, nhiều kẻ được sự yểm trợ của Mỹ nên không dễ chừng trị, thì cần ngồi im. Cần muốn triệt ngay đỗ mậu, y tin là mình thừa sức làm việc ấy hai long lặng lẽ ghi nhận bản bổ sung của hai long đã được chuyển ngay về sài gòn khá lâu vẫn không có hồi âm sự hào hứng của anh khi đọc những lời bút phê của diệm và nhu nguội dần anh nghĩ rằng tờ trình có lẽ chỉ cải thiện được vị trí hiện thời của anh ở huế nó chưa đủ sức mạnh để tác động đến dinh độc lập nó đã rơi vào sự quên lãng cùng chung với rất nhiều những tờ trình kiến nghị báo cáo mà những kẻ cầm quyền nhận được hàng ngày sự băn khoăn của hai long hiện giờ là không hiểu tại sao cần chưa trả lại tự do cho mình cẩn đã có những bằng chứng rõ ràng về bọn tay sai của hắn đã bắt lầm người phụ tá của cha lê cần biết rõ không nên đổ thêm dầu vào lửa trong mối quan hệ từ lâu đã xấu đi giữa gia đình họ ngô với cha lê hai lòng vẫn không quên nhắc nhở với cẩn về hoàn cảnh đặc biệt của anh nhưng cẩn đều tìm cách đánh trống lảng chỉ có một lần cần ngỏ ý muốn chuyển anh về một nơi nào đó cùng mình làm việc không thể cứ ở lại mãi tòa khâm là nơi cải huấn những người bị bắt không có điều kiện chăm sóc anh về các mặt sinh hoạt hai long đã từ chối lấy cớ cứ ở trại để có thể giúp ích cho cẩn được nhiều hơn cẩn tin ngay và không đả động tới chuyện này nữa lê văn dư và lê khắc duyệt trở thành những người lái xe cho hai long mỗi lần anh có việc đến nhà cẩn lê vượng đã gặp anh để vừa thanh minh vừa kể công khi ông cậu gọi lên hỏi về anh tôi đã báo cáo rất kỹ về thái độ tư cách của anh và vì sao lại có sự nhầm lẫn bọn tay chân của chúng không dám gây phiền hà với anh ngược lại còn nhìn anh với cặp mắt nể sợ nhưng anh đã phải trả một cái giá rất đắt xung quanh bắt đầu xa lánh anh không ai tin rằng mỗi lần anh rời chạy tòa khâm trên chiếc xe của giám đốc nha công an trung phần mà lại không có hại cho họ người nói bóng gió người nhổ nước bọt khi nhìn thấy anh một bữa anh ngồi đọc kinh nghe có người ở phòng ngoài miệng nam mô bụng bồ dao găm. Cổ họng anh muốn tắc, nhưng đáng sợ nhất đối với anh vẫn là những câu nói vọng ra từ khu biệt giam. Lời khước từ sự dụ dỗ, lời mắng nhức những tên chuyển hướng phản bội, lời kêu gọi giữ vững khí tiết của người cách mạng, chết vinh còn hơn sống nhục. Những cặp mắt liếc nhìn anh với vẻ hả hê, lòng anh như dao cắt. Anh chưa được phép chết lúc này vì anh chưa hoàn thành nhiệm vụ. Anh chỉ mới đi được nửa đường. Anh sẽ không bao giờ chịu đầu hàng anh chưa hề thoái chí vẫn đang cố gắng vượt lên để đi tới đích anh vẫn đang nung nấu ý chí phục thù bao giờ thì những người xung quanh sẽ hiểu anh có thể chẳng bao giờ anh thầm ước giá mà mình có một cái mặt nạ anh thương cho bộ mặt của mình bộ mặt do mẹ cha sinh thành bộ mặt đó đang chuốc lấy bao sự phỉ nhổ anh đang đóng một vai kịch đáng kinh tởm nhất bằng chính bộ mặt thực của mình trại tòa khâm không phải là sân khấu mà lại là cuộc đời ở vào một giai đoạn sóng gió nhất khi con người cần bộc lộ phẩm chất đích thực con người thực của mình con người có thể làm nên việc lớn vì nó sống giữa một quần thể nhiều khi nó không sống vì mình mà sống vì người khác trong chiến tranh trước bom đạn ác liệt có những lúc anh cảm thấy sợ có lúc anh rất sợ nhưng khi nghĩ đến nhiệm vụ đến những người xung quanh anh thường lấy lại được sự bình tĩnh vì biết là sự hy sinh của mình sẽ không vô ích sẽ được biết đến dù nó chỉ diễn ra trước mắt một số người xa lạ, thậm chí trước mắt kẻ thù. Nguồn động viên tinh thần đó nay không còn nữa. Đoàn thể, những người chỉ huy trực tiếp, vợ con anh, những người xung quanh anh, không một ai biết đến những toan tính của anh. Có thể, anh phải mang nó xuống mồ. Có những lúc, anh cảm thấy ghê tởm ngay cả ở bản thân mình, vì anh nghĩ về những hành vi của mình bằng ý nghĩ của những người đang theo dõi, phán xét anh. Đây là những ngày cô đơn, tuổi nhục nhất trong suốt cuộc đời anh không phải chỉ có như vậy anh còn phải bận tâm vì tính chất nguy hiểm của trò chơi hai mặt này sự việc xảy ra đêm ấy vẫn còn ám ảnh anh biết đâu một đêm nào đó một cái chăn bất chợt ụp xuống anh không kịp có một lời thanh minh người ta sẽ đặt lên sắc anh một bản án phản bội không đêm nào anh yên giấc phải gắng sống đến ngày ít nhất có một người biết rõ việc mình làm mình sẵn sàng hy sinh như một chiến sĩ vô danh nhưng không thể chết như một tên phản bội. Cha Hồng báo tin cho Ngô Đình Cẩn biết, giám mục Lê vừa ra Huế, muốn được gặp người phụ tá của mình. Cần vội vã ra lệnh cho Lê Văn Dư, đánh xe đưa Hai Long đi gặp cha và chở ngay Hai Long về Phú Cam sau buổi hội kiến. Giữa gia đình họ Ngô và cha Lê vốn có một mối quan hệ khá đặc biệt. Hồi đầu tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8, Ngô Đình Khôi, tổng đốc Quảng Nam thời Pháp thuộc, một người có nhiều nợ máu với cách mạng đã bị nhân dân kết án tử hình. Hai em của Khôi là Diệm và Nhu rất sợ hãi, muốn trốn ra nước ngoài. Cha Lê khi đó là giám mục địa phận Phát Diệm đã đón Nhu về đây, giấu Nhu ở nhà chung một thời gian rồi cho người đưa trốn qua Lào. Cho đến năm 1954, năm giám mục Lê vẫn ủng hộ Diệm, rất tán thành cái công thức ban đầu được Mỹ và Pháp lựa chọn sau khi Mỹ đưa Diệm về, là một chính quyền ở Nam Việt Nam với Bảo Đại làm quốc trưởng, Ngô Đình Diệm làm thủ tướng cha lê muốn có một người cầm đầu chính quyền là công giáo vì bảo đại là theo đạo phật hơn nữa diệm là người có ân tình với cha lê mỹ lại âm mưu gạt pháp và lật bảo đại để đưa ngô đình diệm lên thay cha lê là người của pháp không tán thành chủ trương này nhưng mỹ cứ làm và diệm không chỉ dừng lại ở đó sau khi hất cẳng pháp thuyết phế bảo đại diệm giao diết mở những đợt thanh trừng những lực lượng thân pháp như bình xuyên các giáo phái cao đài hòa hảo Tổng bộ tự vệ phát diệm do cha Hoàng chỉ huy cũng bị đập tan trong thời gian này. Về mặt tôn giáo, cha Lê cũng như giáo hội Việt Nam gắn liền với giáo hội Pháp và tòa thánh Vatican. Nhiều cha cô Pháp đã nói, giáo hội Pháp là con cả của giáo hội La Mã, là mẹ đẻ của giáo hội Việt Nam. Cha Lê đúng là con đẻ của Pháp, nhưng giám mục Ngô Đình Thục, anh của Ngô Đình Diệm, lại gắn liền với hồng y giáo chủ Mỹ Salmon, tức là gắn liền với giáo hội Mỹ khi đã lên cầm quyền ngô đình diệm yêu cầu vatican phải cử đại sứ tới sài gòn đối xử với việt nam cộng hòa bình đẳng như với những quốc gia độc lập khác vatican không chấp thuận chỉ đặt tòa lãnh sự và cử tới một khâm sứ diệm phật ý diệm kiên quyết đòi vatican không để một người pháp thuộc dòng thừa sai paris là jean cassadier làm giám mục địa phận sài gòn mà phải thay bằng một người việt vatican thấy phải Chà lê rất muốn làm giám mục sài gòn và được Vatican ủng hộ, nhưng Diệm lại muốn giành chức này cho anh mình là Ngô Đình Thục. Cuộc tranh chấp diễn ra giữa Diệm và Vatican. Cuối cùng, tòa thánh La Mã phải chọn một giải pháp thứ ba thay Casini bằng giám mục Simon Hòa Hiền. Mối bất hòa giữa Cha Lê và anh em họ Ngô ngày càng sâu đậm. Những giáo phái và những người thân Pháp, trong đó có nhiều người trước đây đã ủng hộ Diệm, giờ bị Diệm đàn áp, tụ lại xung quanh Cha Lê bàn cách chống Diệm và dần dần đi tới âm mưu lật đổ diệm. Trước sự đe dọa của phong trào cách mạng miền Nam, Mỹ muốn mở rộng thành phần chính phủ diệm để tăng cường sức mạnh chống cộng. Nhưng diệm đứng sau là nhu không nghe. Diệm nhu dần dần hiểu rằng nếu cứ tiếp tục chống cha lê, không những sẽ mất đi sự ủng hộ của hơn một triệu giáo dân gốc bắc mà còn kéo theo rất nhiều người thuộc các phe đối lập khác, bèn thay đổi thái độ, tìm cách ve vãn. Diệm đã ra sắc lệnh coi những tự vệ phát diệm là những người có công chống cộng phải được đối xử như những cựu chiến binh trong quân đội. Ván bài này, Diệm Nhu mới chơi được nửa chừng. Cha Lê chưa dễ nguôi giận ngay. Cha Lê tiếp tục suối các cha cố gốc Bắc cũng như gốc Nam chống Diệm độc tài, gia đình trị, kiêu ngạo, đòi bình đẳng với Vatican, coi hồng y e hơn cả giáo hoàng, âm mưu mỹ hóa giáo hội Việt Nam. Tuy vậy, cha Lê vẫn cần Diệm, vì Diệm là đương kim tổng thống, thu tóm mọi quyền hành trong tay. Cuộc sống của giáo dân phát diệm những năm qua gặp nhiều khó khăn, một phần cũng vì sự mâu thuẫn của những người chăn dắt họ đối với chính quyền. Cha Lê sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ nếu gia đình họ ngô tỏ ra biết tôn trọng và chiều chuộng họ. Đôi bên đang đứng nhìn nhau trên hai bờ của một con sông còn thiếu một cây cầu. Sau khi nhận được tâm thiếp của cha Lê, Hai Long có nhiều hy vọng cha Lê sẽ ra thuận hóa. Chỉ có sự xuất hiện của cha Lê mới cải thiện được về cơ bản tình hình của anh ở đây. Theo suy luận của anh, thì bất cứ một người giáo dân phát diệm nào ở vào vị trí hiện thời như anh cũng xứng đáng được cha chăm sóc. Cha đang rất cần có một người, vừa là tai mắt, vừa là môi giới cho những cuộc mặc cả giữa cha với gia đình họ ngô đang cầm quyền. Nhưng khi được tin cha lê tới, anh vẫn bị bất ngờ. Vì anh không ngờ sớm như vậy. Đây là lần đầu anh tiếp kiến chuyện trò với cha. Bức hình chụp với cha ở Hải Phòng ít nhất cũng nhắc nhở cha người giáo dân phát diệm ở trong quân đội pháp đã hết lòng phục vụ đồng bào di cư và những cha cô có mặt tại đó nhiều giáo dân hồi ấy vì muốn lấy lòng một người đang giúp đỡ mình đã gọi anh là ông quan ba người phát diệm rất có thể cha cũng tưởng anh chính là người phát diệm cha có hàng chục vạn con cái làm sao ngài có thể nhớ mặt tất cả mọi người và một khi cha đã cất công ra tận đây gặp anh chắc ngài đã nghe cha hoàng nói không ít những điều tốt lành về anh Hai Long cảm thấy hoàn toàn tự tin trên đường đến gặp cha Lê. Cha Lê ngồi trong căn phòng khách vắng vẻ của nhà dòng chúa cứu thế. Thoáng nhìn, anh thấy ngay cha đang nóng ruột đợi mình. Hai Long lao vội tới, quỳ thụp hôn tay cha. Một bàn tay mặc dù đã nhăn nhau vì tuổi tác, nhưng vẫn rắn chắc và đỏ như son. Con khỏe chứ? Cha Lê hỏi bằng một giọng thân mật, ngọt ngào, nhưng vẫn trang trọng. Chỉnh đức cha, con khỏe ạ. Với đôi mắt dớm lệ, Hài Long nói tiếp, Chắc Đức Cha vẫn chưa quên con, Con không bao giờ quên những ngày Ở thánh địa phát diệm với Đức Cha. Cha chăm chú nhìn Hài Long, Quên sao được, So với ngày ấy, Thì anh thay đổi khá nhiều. Thưa Đức Cha, Đã 16 tháng, Con sống trong cảnh giam cầm, Nếu không vì quyền lợi của giáo hội, Của giáo dân phát diệm Bùi Chu, Con đã không chịu được cảnh tù túng này. Cặp mắt cha chốc chốc, lại nhìn anh chăm chú. Anh hiểu là cha đang ngầm so sánh người ngồi trước mặt mình với người trong bức ảnh cùng chụp với cha. Chắc cha đã nhận thấy hai người chỉ là một, vì năm năm qua, về bề ngoài anh chưa thay đổi nhiều. Hai Long thuật lại cho cha nghe một cách đầy đủ và gọn gàng. Anh đang làm việc cho tổng bộ tự vệ thì bị người của ông Cẩn từ miền Trung vào bắt. Họ vu cho anh là Việt Cộng nằm vùng, là đơ bê, nhưng không đưa ra được chứng cớ nào. Anh nghĩ họ chỉ tìm một cách cớ để điều tra tình hình lực lượng vũ trang công giáo phát diệm hoặc làm việc gì đó mà anh chưa biết. Anh đã viết một tờ trình gửi ông Cẩn và yêu cầu được gặp. Khi gặp ông Cẩn, anh đã lựa lời nói trông hiểu. Ông đã dựa vào mấy tên hồi tránh để chúng làm điều sằng bậy, đánh vào người nhà. Còn cháu trà lê đều tự hào là những chiến sĩ chống cộng kiên quyết nhất từ năm 46 tới nay. Hài lòng nhấn mạnh điều đó. Điều này đã được chính Tổng thống Diệm thừa nhận Ông Cẩn đã nhận lỗi để bọn tay chân sơ suất bắt lầm anh. Rất cảm ơn những ý kiến anh đã đóng góp và đã gửi tờ trình vào Sài Gòn để ông Diệp ông Nhu cùng xem. Hai ông vội cử người ra Huế đề nghị anh nói rõ thêm một số điểm. Thái độ của ông Cẩn đối với anh hiện giờ rất tốt. Ông Cẩn nói gia đình họ Ngô mang ơn Đức Cha nhiều mà chưa trả được, lại đang rất cần sự hỗ trợ của Đức Cha. Nhưng anh không hiểu vì sao ông chưa trả tự do cho anh để anh trở về tiếp tục giúp cha Hoàng làm công việc của tổng bộ trong những ngày còn ở thuận hóa anh có thể làm gì có ích cho giáo hội bộ mặt uy nghiêm khắc khổ của cha dần dần tươi lên cha rất đẹp lòng vì cách xử sự của anh rất xứng đáng là người chiến sĩ công giáo phát diệm dù ở trong hoàn cảnh nào không được để cho người ta khinh nhờn con luôn luôn tâm niệm con là người của cha hoàng và của đức cha ông út như vậy là cũng biết điều ông út luôn luôn ca ngợi đức cha Ông nói không có đức cha thì gia đình họ Ngô làm sao được như ngày nay, ơn đó đã trả được đâu." Cha Lê nhếch mép cười. "Anh nói với ông Út, người không phụ ta thì ta cũng không phụ người, đều là con chiên của Chúa cả. Nếu ông Út đang tin cậy trọng nể anh và cần có anh thì sẽ để anh ở lại đây thêm một thời gian. Anh là người am hiểu tình hình giáo hội, cha cũng không phải dặn dò gì. Cứ nghĩ đến quyền lợi của giáo hội mà hành động. Khi có điều gì cần cha sẽ cho tin cho anh hai long hiểu cuộc viếng thăm của cha chỉ nhằm nắm tình hình anh nói thưa đức cha con ở đây sống cảnh cá chậu chim lồng không biết gì về tình hình trong đó từ ngày ra đi có điều gì mới đức cha cho con rõ người ta coi con là người phụ tá của đức cha nên ông út thường mời con đến để hỏi ý kiến cha lê trầm ngâm rồi nói cộng sản đã tuyên bố thành lập mặt trận dân tộc giải phóng miền nam đài phát thanh bắc việt đưa tin nhiều nhưng ở Sài Gòn, báo chí chưa đã động gì. Hai Long giọng tai nghe, nhưng cha không bình luận thêm mà nói tiếp. Bốn nguy cơ mà anh trình bày bữa trước với ông Cẩn đều đúng cả. Chỉ có điều là đến nay trầm trọng hơn nhiều. Phe đối lập đang hoạt động mạnh. Người Mỹ và cả người Pháp đứng sau lưng họ. Biến cố chính trị sẽ xảy ra nay mai. Ông Diệm ông Nhu phải khéo lắm thì mới đứng vững được. Cha nói chừng ấy, chắc anh đã hiểu. Cha Hoàng gửi lời thăm anh Đức cha cho rằng sẽ có đảo chính ư? Cha Lê im lặng dây lát rồi hơi gật đầu. Con không bao giờ quên ơn Đức cha, quên ơn cha Hoàng. Không bao giờ quên mình là một giáo dân phát diện. Con rất lo cho sức khỏe của Đức cha. Đức cha cần giữ gìn mình vàng để chăm sóc giáo dân phát diện, không để chúng con phải bơ vơ. Cha rất khỏe, cầu chúa phù hộ cho anh. Cậu út với chiếc áo cộc tay, cái quần lá tọa, chân đi quốc mộc đã đứng chờ ở trước cửa Gần đây cậu không coi Hai Long như kẻ sĩ Mà coi như người nhà Chiếc ô tô vừa dừng lại Cậu mở cửa xe Lùa hắn cánh tay trắng Và mập vào trong Quảng lưng Hai Long đón ra Chưa bao giờ cậu trầu trực ngoài cổng để đón Hai Long như lần này Hai Long dạo bước đi theo Cẩn vào nhà Cẩn vừa ngồi xuống ghế Không kịp rót nước mời thuốc như thường lệ Cũng không dạo chiếc đón sau Hỏi dồn dập. Hai Long tự bảo mình phải thận trọng nhưng miệng vẫn nói thao thao tỏ ra anh mong thuật lại tất cả những điều đã thu lượm được qua cuộc gặp cha lê làm như cha gia huế chỉ cốt gặp mình để chút bầu tâm sự cuối cùng anh làm bộ mặt nghiêm trọng đức cha dự đoán nay mai sẽ có chính biến tôi nói có phải là đang có mưu bảo chính không ngài gật đầu cẩn xứng sốt đảo tránh dạ đứa mô dám đảo tránh bọn đối lập dựa vào mỹ và cả vào pháp nhưng thằng mô tôi gặng hỏi ngài không nói chắc ngài e trách nhiệm vì vách có tai nhưng ngài cho biết là chúng đang chuẩn bị rất khẩn trương nếu tôi ở sài gòn thì có thể báo cáo ngay với ông cố vấn đó là ai đức cha rất tiếc là tôi không có mặt ở trong đó tôi vốn là người vẫn đi nắm tình hình cho đức cha cẩn tảng lờ như không nghe thấy điều hai long vừa nhấn mạnh y lầu bầu chỉ tại bà lệ xuân mới sinh lắm chuyện rứa mà tổng thống vẫn dùng thằng đỗ mậu chính hắn liên kết với nhiều người để chống lại vợ chồng ông Nhu chứ còn ai. Tôi đồng ý với ông cố vấn. Phải chú ý ngay tới giới quân sự, những kẻ thân Mỹ thân Pháp. Ngoài đỗ mậu ra, xem còn những ai nữa. Bọn có mưu đảo chính, nhất định phải nắm một lực lượng quân sự. Anh sang phòng bên, mần ngay cho một bản báo cáo về tất cả những điều Đức Cha đã nói với anh. Anh viết gửi cho tôi, tôi sẽ cho người vô ngay Sài Gòn. Buổi chiều, Hai Long làm xong việc đó Bản báo cáo toát lên sự tin cậy của cha Lê với cá nhân anh. Cha Lê khẳng định sẽ có biến cố chính trị ở thủ đô Việt Nam Cộng Hòa trong thời gian sắp tới. Anh khuyên ông cố vấn nên thận trọng, chú ý đến bọn đối lập thân Mỹ, thân Pháp, đặc biệt trong giới quân sự. Và anh rất tiếc về thái độ không rõ ràng của cha Lê đối với bọn đang âm mưu lật đổ chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Trưa 11 tháng 11 năm 1960, trưởng trại tòa khâm Lê Văn Dư cho Hai Long biết nhóm đảo chính quân sự đã chiếm đài phát thanh Sài Gòn. Ngoài đường, xe nhà binh chạy ầm ầm, nhiều nhà đóng kín cửa, binh lính từng toán đi tuần rầm rập, xe tăng chân giữ hai đầu cầu tràng tiền. Một không khí hân hoan lan truyền trong lòng người đang bị giam cầm. Họ đã sống qua những ngày dài vô vọng. Ai cũng biết, đây chỉ là cuộc tranh giành quyền lực trong nội bộ bọn chúng. Nhưng biết đâu, nó lại chẳng mang tới cho họ một cái gì. Hy vọng rất mỏng manh, nhưng vẫn là hy vọng nhưng tia hy vọng này vừa nhăn nhóm, không kéo dài được bao lâu. Ngày hôm sau, đã có tin âm mưu đảo chính bị đập tan. Bọn sĩ quan dù Nguyễn Tránh Thi, Vương Văn Đông, cầm đầu cuộc đảo chính, đã trốn chạy sang Nam Vang. Hài lòng khắp khởi mừng thầm. Một sự thay thay đổi chủ lúc này sẽ làm uổng phí tất cả những nước cờ mở đầu mà anh đã phải đổ bao tâm huyết và phải trả giá bằng những ngày vô cùng đau đớn ở đây. Ngay khi tình hình vừa yên, cẩn cho mười hai long đến nhà. Cặp mắt rưng dưng ông cậu cầm tay hai long rung rung hồi lâu chỉ có phép lạ rất mầu nhiệm của chúa mới cải nguy thành an cho tổng thống rất cảm phục thầy đã nói chúng như thánh tiên tri. từ bây trừ thầy là ân nhân của gia đình họ ngô hai long khiêm tốn đó là hồng phúc của tổng thống của gia đình họ ngô và cũng là hồng phúc của quốc gia tôi có làm được việc chi thầy quá khiêm nhường báo cáo của thầy gửi tôi tôi đã chuyển ngay tới ông cụ và ông nhu chắc chắn Tổng thống và ông cố vấn chính trị không bỏ qua nên đã có phòng ngừa. Đó là ý kiến của Đức Cha Lê. Nhưng nếu không có thầy hết lòng, bày tôi khi mô biết mà liệu trước. Từ bữa ni, gia đình tôi coi thầy thân thiết như người trong nhà. Ông cố vấn định khi nào làm lễ tạ ơn? Cũng vì cả việc nữa mà bữa ni mời thầy vô. Bảy tôi sẽ làm lễ tạ ơn thật trọng thể tại nhà thờ của họ Ngô. Tôi có ý định nhờ thầy tổ chức giúp tôi biết thầy thông thạo việc lễ tôi rất đội ơn ông cô vấn đã dành cho vinh dự lớn nhưng nếu nhận E à không tiện công việc chủ trì một lễ lớn tại gia đình cô vấn phải do một vị cao niên hoặc đạo đức thánh thiện của gia đình đứng ra đảm nhiệm tôi có biết đôi chút kinh lễ nhưng còn nhỏ tuổi lại không phải là người trong nhà cẩn dằn giọng thầy là người trong nhà tôi đã nói rồi đó là tấm lòng tôi quý hóa thầy thầy đừng phụ lòng tôi biết đâu cần cũng muốn nhân đây thử mình có đúng là một giáo dân gốc đạo hay không hai long bèn nhận lời cẩn rất mừng uống cạn tuần trà cẩn ngồi tư lự rồi nói tôi muốn hỏi thầy thực lực quân sự của đức cha lại hiện trừ ra răng tổng bộ tự vệ có bao nhiêu người hiện nay chừng hơn một vạn khi cần huy động sẽ lên tới vài ba vạn số khá đông đã trực tiếp chiến đấu chống cộng hồi còn ở miền bắc nếu được tổ chức lại và vũ trang đầy đủ sẽ là một lực lượng đáng kể. Nhưng Đức Cha còn ở một chỗ mạnh hơn nhiều. Cha Lê và Cha Hoàng là một trung tâm thu hút những người có ý kiến bất đồng với Tổng thống. Trong đó có nhiều sĩ quan cao cấp của quân đội. Họ tự tìm đến các cha để giải bày giữa bất đồng với Tổng thống. Trong khi trả lời, Hai Long chưa hiểu vì sao bữa nay Cần lại hỏi về lực lượng tự vệ của Tổng bộ Phát Diệm với một vẻ cân nhắc khá khác thường. Cần vẫn trầm ngâm rồi lại hỏi. Thầy nói Đức Cha có thiện chí với tôi Dạ, không phải chỉ lần này ra thuận hóa, Đức Cha mới nói với tôi điều đó. Nghe những lời của Đức Cha, tôi rất ý hiệp tâm đầu. Nếu bây trừ Đức Cha hiệp lực với lực lượng của ta... Hài lòng chưa hiểu, cần định nói đến lực lượng của Việt Nam Cộng Hòa Trung hay lực lượng của riêng cận ở miền Trung. Anh lựa lời đưa đà. Được như vậy là hồng phúc cho giáo hội, cho quốc gia. Đôi mắt cận mở to, sáng lên. Thầy gắng giúp tôi được không? Từ lâu tôi đã mong như vậy Cẩn thở phào Như vừa cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng Quốc gia đang gặp khó khăn Tổng thống bị áp lực tứ phía Nhiều khi tôi có ý kiến Muốn góp với ông cụ Nhưng ông bà Nhu không nghe Nhất là bà Nhu Nếu bây trừ Có thêm lực lượng của đức cha Mình nói chi Ông Nhu sẽ không dám coi thường Rứa mới mong củng cố được sức mạnh của chế độ Ông Nhu đã nhắc tôi trả thầy về Sài Gòn với đức cha Nhưng tôi vẫn muốn lưu thầy lại Huế Vì chuyện nớ thầy mần được là giúp tôi lớn lắm đó cần đã để lộ lòng ruột đang đà thổ lộ y dốc nốt tâm sự bà nhu rất lộng hành ông nhu lại là anh sợ vợ cứ đà này thì bà nhu sẽ chi phối ông nhu đi đến choán quyền của ông cụ thì tai vạ cho cả nước và cả giáo hội mấy ngày qua mấy thằng lính dù dám làm việc tày trời là do ông nhu nghe vợ cả thầy xem ở miền trung này có thằng mô dám nho nhoe bọn hắn mà nằm trong tay tôi Tôi đem đầu bọn chúng vô góc cam từ lâu rồi. Ông Nhu là người mưu lược, nhưng hơi nhu nhược. Người làm tướng, cần có ân, có uy. Ông cậu nói rất phải. Nhưng tình hình đang dối. Trước mắt, ông cô vẫn nên khoan dung, hòa giải với vợ chồng ông Nhu. Phương Ngôn có câu, thương em anh để trong lòng, việc quan anh cứ phép công anh làm. Phải nghiêm khắc với những hành động có hại cho quốc gia, cho giáo hội. Thầy là người nhân nghĩa và sâu sắc lắm vẫn còn bực dọc cẩn lại nói tiếp ông nhu có duy linh nhưng thiệt ra là duy vật có khi mô thấy ông nhu đọc kinh hay vô nhà thờ hai long chủ trì những buổi lễ tạ ơn kéo dài suốt một tuần tại nhà thờ riêng của ngô đình cẩn nhân dịp này anh gợi ý với cẩn nên tổ chức lễ đồng tế tạ ơn chúa anh đã trao đổi với cha hồng về chuyện này trước khi nói với cẩn cha hồng mừng rỡ tán thành đồng tế là lễ lớn nhất do tổng giám mục đứng làm chủ lễ và nhiều linh mục làm phó lễ cẩn nói cũng đã có ý định đó hai long bản nên nhờ cha hồng tổ chức tại nhà thờ phú cam cẩn rất tán thành con đường trở về sài gòn đã được khai thông nhưng hai long lại bắt đầu lo vì ngô đình cẩn mà anh sẽ mắc kẹt thêm một thời gian dài nữa ở miền trung sau ngày lễ đồng tế cẩn lại cho duyệt đến mời hai long vào gấp nét mặt cẩn lộ vẻ rất băn khoăn ông nhu vừa cho người ra huế nói tình hình ở sài gòn rất nghiêm trọng phải trả ngay thầy về chỗ đức cha ông nhu muốn gặp thầy trước khi thầy vô bây trừ giải quyết ra răng đôi bên cùng ngồi lặng một lát tôi thấy ông cố vấn nên làm kế hoãn binh một mặt ông cố vấn nói đang chỉ thị cho tôi tiến hành tổng hợp tình hình và dự thảo một kế hoạch chống đảo chính để ông cố vấn đệ trình lên tổng thống như vậy trước mắt tôi vẫn ở lại đồng thời ông cố vấn làm giấy tiến cử tôi với phủ tổng thống coi việc tôi về sài gòn là chuyện sau này trong trường hợp vì yêu cầu cấp bách của ông Nhu không thể trì hoãn, ông cố vấn sẽ cùng tôi bàn bạc kỹ. Khi về đó, tôi tiếp tục làm những việc gì để giúp ông cố vấn? Trước mắt hãy theo ý thầy. Bộ mặt cẩn vẫn giàu dĩ, lo lắng. Hài lòng hỏi. Dường như ông cô vẫn còn băn khoăn điều chi? Cẩn thở dài, rồi tuôn ra một hơi. Bây chữ ông Nhu mới kêu tình hình nghiêm trọng. Tôi e à, muộn. Tôi biết thằng Mỹ từ lâu, quân xảo quyệt chó má san hùng phản bạn trước mặt ủng hộ sau lưng lật đổ ông cụ thì quá tin nên bị lừa ông nhu làm cố vấn chính trị không ra hồn công an mật vụ an ninh quân đội thằng trần kim tuyến thằng đỗ mậu toàn những quân ăn hại đuôi mù phản bội xây dựng bao lâu rồi phá đổ mấy hồi xưa nay nghiệp vương bá đều sụp đổ từ trong nhà mà ra bọn hắn như rứa đó mỹ như rứa đó ta biết lối nào mà đi để làm nguôi cơn giận của cẩn hai long giơ hai tay vừa nói vừa cười cậu út đi với tôi một điều bất ngờ đối với hai long đôi mắt cẩn đang phóng ra những tia hiểm độc đầy sát khí bỗng dịu hẳn xuống ngước nhìn anh hiền lành bé bỏng chờ đợi như mắt trẻ thơ anh hiểu là cẩn thực sự bối rối hoang mang cần có một nơi bấu víu chĩa tay ra với mình khi anh đang rơi vào xoáy nước chúa đã cho tôi đi với cậu út đến ngày tận thế biết đi thì lối nào cũng thông. Cậu út chớ ngại không có đường đi nước bước. Cậu út và tôi cùng dốc lòng cầu chúa ban cho bằng an. Cậu út và tôi sẽ đi đến cửa thiên đàng. Hai Long đặt một tay lên trái tim, mặt cẩn tái xanh. Hai Long cũng cảm thấy gai gai trên mặt. Sự xúc động của cẩn đã lan truyền sang anh, làm cho anh đang chủ động đóng vai kịch, bỗng cảm thấy mất thăng bằng. Tuy vậy, không thể dừng lại nữa chừng. Cậu út đã biết tên thánh của tôi Tôi là Phêrô Vũ Đình Long. Cậu có nhớ hình ảnh Thánh Phêrô tay cầm gậy chỉ đường, tay cầm chìa khóa mở cửa thiên đàng không? Cậu út tính kỹ chưa? Tôi sẵn sàng đi trước dò đường. Cẩn lập bập. Mấy bữa ni, tôi như người sống trong hỏa ngục, cực khổ muôn vàn. Tôi trông cậy nơi anh. Mùa mưa kéo dài suốt những tháng cuối năm ở miền Trung. Lúc nào cũng nghe tiếng mưa rơi. Khi dị dẻ thầm thì, khi ầm ầm nạt nộ tiếng mưa rơi đều đều buồn đứt ruột. Không gian chỉ còn là một màn trắng đục, mọi vật đều như tan thành nước. Mưa đem theo cái lạnh về, cuối năm trời càng rét. Cái lạnh làm cho hai long nhiều lúc nhớ miền Bắc ra diết Miền Bắc lúc này rất gần mà cũng rất xa. Đã sáu năm anh xa quê hương, một làng quê của tỉnh Thái Bình. Nhớ ngôi chùa mái ngoái phủ rêu, nhớ cây vọng, cây miễu ở đầu làng, nhớ cây đa cổ thụ mọc giữa cánh đồng. Nhớ những buổi chăn trâu, thả diều ngày còn nhỏ. Dưới con mắt của những người ở quê hương, anh đã trở thành một kẻ phản bội. Mọi người sẽ chỉ hiểu anh nếu anh có ngày chiến thắng trở về. Ngày ấy có tới với anh không? Không ai dám nói chắc điều đó. Nhưng anh bao giờ cũng có một niềm tin. Niềm tin đó bắt đầu từ ngày Hà Nội đang chìm trong bóng đen của nạn đói và dịch bệnh, bỗng đỏ rực lên vì một biển cờ. Ngọn lửa của cách mạng tháng 8 đã xua tan bóng tối, xua tan chết chóc, mở ra một cuộc đời mới. Con người đứng lên làm chủ vận mệnh của mình. Cậu học sinh mới lớn là anh đã hòa ngay vào với cách mạng, với kháng chiến và đã vượt qua những thử thách trong những năm quê hương anh bị cày đi bừa lại bởi hàng chục trận càn. Anh không bao giờ hoài nghi ở ngày mai chiến thắng vì cuộc cách mạng này có một ngôi sao trói loại chỉ đường đó là đảng với những tinh hoa kết tụ ở lãnh tụ Hồ Chí Minh. Niềm tin đó ngày một thêm vững chắc qua những chiến thắng mỗi năm càng lớn, qua sự trưởng thành nhanh chóng của quân đội, qua sự cuồng bạo, trở dần thành hốt hoảng của kẻ thù. Hình ảnh Bác Hồ trở thành thiêng liêng, đó là ánh hảo quang bóc trần, bộ mặt thực của những kẻ mượn màu cách mạng dân tộc ở đây. Triều đình họ ngô, cùng với bộ máy cường quyền ghê gớm của nó, không so sánh được với Bác, và cả một dân tộc đứng sau lưng người. Người đang chỉ đạo cách mạng miền Nam. Cách mạng miền Nam, có người không thể nào không chiến thắng. Cái nhớ về miền Bắc, xua đi những nỗi lo, xua đi cái buồn của tiếng mưa giả dích, những đêm dài gặm nhấm tâm hồn. Ôi, ước gì lúc này lại được nghe tiếng nói từ Hà Nội, một bản tin, một bài thơ, một câu hát. Từ ngày vào đây, anh dần dần mất đi nguồn tiếp sức đó. Đêm đêm, áp chiếc máy thu thanh bán dẫn nhỏ vào tai, lắng nghe những buổi phát thanh của Đài tiếng nói Việt Nam. Nhiều năm nay, đối với anh, đó là một nguồn dinh dưỡng về tinh thần. Thế hệ này do cách mạng tạo nên với những con người đã chiến thắng quân pháp đã làm nên những bài hát bài thơ như vậy không thể nào không tiếp tục chiến thắng những cảnh xa hoa trắng lệ ở paris ở sài gòn cảnh thanh bình êm đẹp ở đây không thể nào đánh đổi được với những gì mà anh đã có từ khi mặt trận dân tộc giải phóng miền nam ra đời cuộc đấu tranh của nhân dân miền nam rõ ràng đã chuyển qua một thời kỳ mới mặc dù địch cố bưng bít nhưng qua báo chí hàng ngày của chúng vẫn thấy được điều đó nội bộ ngụy quyền dối ghen lục đục là thời cơ thuận lợi cho ta. Tình hình này đang thôi thúc anh tìm mọi cách để trở về. Anh không thể cứ nằm ở đây trong khi tiếng súng chiến đấu đã nổi dậy khắp toàn miền. Cẩn đã coi Hai Long là thánh phê rô cùng đi cặp đôi với mình. Nhưng Huế và Phú Cam không phải là mục tiêu của anh. Trong tình hình chính cuộc ở miền Nam, Cẩn tuy nhiều tham vọng nhưng chỉ giữ một vai trò hạn chế. Cẩn không có khả năng đi xa hơn. Và ở đây, Hai Long rất khó liên hệ với tổ chức Cơ quan chỉ đạo của anh ở Sài Gòn Chỉ về đó Anh mới có thể tính đến việc bắt lại liên lạc Cần rời Huế sớm Nhưng làm cách nào êm đẹp Để thoát khỏi vòng tay của Cẩn Đang cố níu lấy anh Anh đang chờ Và đang tạo ra những áp lực mới Từ phía Ngô Đình Nhu ở Sài Gòn Việc anh trở về Sài Gòn Sẽ rất có ý nghĩa Nếu đó là yêu cầu của chính Ngô Đình Nhu Sau lễ Giáng sinh năm 60 Bỗng có mấy ngày tạnh giáo Bầu trời nhẹ nhõm hơn với những khoảng xanh thẫm và những đám mây chuyển động. Thời tiết khô và lạnh. Đột ngột có tin Giáp Mục Lê ra Huế và muốn gặp Hai Long. Sao Cha Lê lại ra đi vào dịp này? Được cha tới thăm vào những ngày này là một ân sủng đặc biệt của vị chủ chăn dành cho con chiên ngoan đạo. Hai Long cảm thấy quan hệ giữa cha với mình đã chuyển qua một thời kỳ mới. Nhưng anh cũng nghĩ, chắc có chuyện gì gấp nên cha mới phải tới Huế trong lúc thời tiết đang lạnh giá hài lòng hồn tay giám mục và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc cha đã dành cho mình một vinh dự hiếm có cha lê nhìn anh bỗng cặp mắt lấp lánh chứa đựng những suy nghĩ thâm trầm nụ cười bao dung thương mến nở trên môi sau vài lời hàn huyên hài lòng báo cáo với cha lê những diễn biến mới trong tâm tư ngô đình cẩn từ ngày xảy ra cuộc đảo chính cha ngồi lắng nghe nét mặt không đổi tỏ ra đã đoán biết được mọi chuyện chỉ tới lúc hai long nói ngô đình cẩn muốn liên kết lực lượng giáo khu phát diệm với lực lượng của cần ở miền trung cha lê mới đưa mắt nhìn quanh rồi nói bây giờ thuyền sắp đắm ông út mới nghĩ đến ta ư mới biết rằng ta cũng có lực lượng ư thưa đức cha đức cha tiên tri mọi việc những gì xảy ra đức cha đều nói trước ông út rất phục với vẻ đắc chí cha lê kể lại cho hai long nghe vụ đảo chính ngày 11 tháng 11 từ khi nhăn nhóm tới lúc nổ tung hai long hỏi thưa đức cha mỹ đứng sau vụ này sao lại chịu để cho đảo chính bị dập tắt quá nhanh chóng Trà chưa nói hết với anh tổng thống còn đứng được vì người mỹ chưa chủ trương phế bỏ họ chưa tìm được con bài nào ra hồn nên phải tiếp tục dùng ông diệm cia được chỉ thị làm động tác giả tổ chức đảo chính giả để cảnh cáo ông diệm buộc ông phải mở rộng thành phần chính phủ quốc gia cho phe đối lập họ muốn tăng cường sức chống cộng mới làm chừng ấy thôi Người Mỹ chỉ cần trước mắt tách ông Nhu ra khỏi phủ tổng thống. Người Pháp và những người thân Pháp căm giận cả Mỹ lẫn ông Diệm và ông Nhu. Định nhân cơ hội này thúc đẩy quá trình đảo chính, lật luôn cả hai người. Các đảng phái quốc gia cũng bám theo ông Phan Quang Đán, toàn tính chuyện quan lợi cho phe nhóm. Nhưng tất cả bọn họ đều không biết mọi việc do CIA sắp đặt hết. Khi CIA lật ngược thế cờ thì cả cánh đảo chính bị dập ngay, trừ mấy người trốn thoát sang Nam Vang, tất cả đều bị bắt đó là thực chất của vụ 11 tháng 11. Vẻ mặt đắc chí của cha Lê chuyển thành đăm chiêu. Vụ này cũng gây những phức tạp cho giáo hội. Cha Lộc và một số cha gốc Nam đã bị bắt. Phía phát diệm ta, cha Hoàng và cha Lê Quang Oánh đang bị theo dõi. Con tin rằng ông Nhu chưa đụng đến phát diệm ta. Qua ông Cẩn, con biết cả gia đình họ Ngô đều rất kính nể uy tín của Đức Cha. Cha Lê mỉm cười. Con nói đúng. Họ đang muốn cầu hòa Vừa rồi, họ đã cử tướng Phạm Xuân Triều làm sứ giả, mang tặng vật quý của tổng thống đến chúc mừng cha nhân dịp lễ Giáng sinh. Trong tờ thiếp tổng thống viết, đập tan chính biến vừa rồi là một thắng lợi của phát diệm ta. Họ đã hiểu, họ đang ngồi trên lửa. Ông Diệm và ông Nhu đều thực sự dao động vì các cơ quan an ninh của ông Nhu không biết gì về cuộc đảo chính. Cả hai người đều rất căm giận Mỹ. Các ông đang cho người chạy khắp nơi tìm sự ủng hộ. Người ta đang gõ cửa tòa thánh Vatican ở Sài Gòn nguy cơ thứ năm mà con chưa trình bày trong tờ trình bữa trước giờ đang nổi lên. Cộng sản đã hoạt động nhiều từ mấy năm rồi. Đây chỉ là thời cơ để họ đưa mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam công khai xuất hiện. Biểu tình chống đối lan tràn khắp nơi. Lực lượng vũ trang cộng sản cũng hoạt động mạnh, khó khăn tứ bề. Không chỉ cần mà nhu diệm lúc này, ông nào cũng cần đến ta. Ta có giá của ta, không phải họ cứ chìa tay ra là ta vội vàng nắm lấy. Hai lòng băn khoăn. Ông Cẩn càng tin cậy Tha thiết giữ con lại Huế bao nhiêu Thì ông Nhu lại càng muốn lôi kéo con về Sài Gòn bấy nhiêu Con chưa biết xử trí cách nào cho phải phép Phải phép là hai tiếng mà cha Lê hay dùng Cha Lê xoa tay nói rất ngọt Phải làm đẹp lòng người ta chứ Mà làm hài lòng cả hai Mới là thủy chung như nhất chứ Người ta ai cũng như ai Muốn điều gì thì chỉ thích được điều đấy Cha Lê nhìn hai long Với cặp mắt ý nhị Văn U cười nhách môi Còn định cứ ở lại Huế Theo lời khuyến dụ đức cha lần trước Hai lòng nói Cha Lê xua tay Cũng tới lúc ta phải tính việc của ta chứ Tình hình còn biến chuyển nhiều Ông Nhu sẽ chẳng yên đâu Cũng phải liệu mà trở về Sài Gòn sớm sớm Mới kịp tạo nên thời thế Chẳng lẽ chịu làm thầy dòng Ở cố đô này sao Cha Hoàng có ý mong anh Hai Long hiểu rằng Cha Lê không phải chỉ công nhận mình Mà những ngày sắp tới còn ủy thác cho mình những việc quan trọng mình cứ nói là mình có ở về sài gòn thì mới phò trợ cho người ta được hữu hiệu kịp thời hàng tháng cứ cho tàu bay vào đón mình ra hai long cúi đầu tỏ ra đã hiểu ý cha ra huế chuyến này gặp anh chỉ có bấy nhiêu lời thôi ý cha là ý chúa trời con nguyện làm đẹp ý chúa bộ mặt khổ hạnh của cha lê bỗng bừng lên rạng rỡ hai long ở nhà thờ francisco về tòa khâm chờ cả buổi sáng không thấy cận gọi. Anh không hiểu vì sao lại có sự chậm trễ so với lần trước. Buổi chiều, Lê Khắc Duyệt mới phóng xe đến Mười Hai Long sang gặp ông cố vấn. Tòa nhà của cận ở Phú Cam được canh gác cẩn mật hơn mọi ngày. Cảnh sát mặc thường phục, súng ngắn giấu trong người, mật vụ giải khắp xung quanh. Hai Long đoán ở đây, hắn có một cuộc họp quan trọng. Ông cậu quần trùng áo giải nghiêm chỉnh, lại đội thêm cả chiếc khăn xếp đang đi dạo trong sân vẻ mặt đăm chiêu. Thấy hài lòng, y không vồ vập nôn nóng hỏi chuyện gặp cha như lần trước. Y cùng đi với anh vào nhà thờ và nói nhỏ. Ông Nhu mới ở Sài Gòn ra. Ông đòi gặp anh ngay. Anh liệu kế hoãn binh để ở lại Huế? Ông Nhu đã gặp cha Lê ở sân bay Phú Bài. Chuyện anh gặp cha, ta sẽ nói sau. Dạ, việc tôi ở lại đây như tôi đã bàn với cậu út. Cậu cũng sẽ nói như vậy. Cẩn gật đầu nhưng mặt vẫn khó đăm đăm Chắc hắn ngại không nói Anh ngồi một lát chờ ông Nhu Ông vô vấn an cụ cố Cần nói rồi quay ra Chỉ còn mình hai long ở lại phòng khách Anh chọn chiếc ghế Quay mặt về phía ngôi nhà cụ cố Để có thể nhìn ngay thấy Nhu Khi y từ đó đi ra Hai Long cảm thấy bàng hoàng. Ngày Chúa Hài Đồng ra đời trên máng cỏ năm nay là một ngày kỳ lạ. Cùng một lúc, anh đạt tới cả hai mục tiêu mục tiêu sau còn bội phần quan trọng hơn mục tiêu trước. Đây là cái đích mà anh đã nhắm nhiều năm nay, nhưng chưa lần nào đến được gần. Chính Nhu, chứ không phải Diệm, là người cấu trúc quyết định mọi đường lối, chính sách của chính quyền ở miền Nam. Nhu là bộ não của chế độ. Y là cha đẻ của cái thuyết hổ lốn cần lao nhân vị. Nhu là lãnh tụ của đảng cần lao nhân vị. Người ta chê Nhu kiêu ngạo, sợ vợ, nhưng cũng nhiều người khen Nhu có học, thông minh, sắc sảo. Nhu còn nổi tiếng là người có bản lĩnh chiến lược, chuyên dùng những đòn hiểm độc. Chạm chán với cẩn là đụng đầu với hung thần, nhưng chạm chán với nhu là đụng đầu với tử thần. Anh đã chế ngự được hung thần, nhưng với tử thần thì sao? Anh cảm thấy mình đơn thương độc mã. Gió chiều đông từ sông An Cựu thổi về, lùa vào ngôi nhà họ ngô trầm lặng mênh mông như một âm cung. Hơi lạnh thấm vào da thịt. Hai lòng như người đã dốc hết sức lực, leo lên một đỉnh tháp cao đến lúc dừng lại nhìn xuống anh cảm thấy ngợp vì tình thế chênh vênh của mình tại sao nhu lại phải ra tận huế gặp mình cha lê đã nói chế độ diệm đang lung lay diệm và nhu đều dao động trước quá nhiều mâu thuẫn nan giải riêng với nhu càng gay gắt âm mưu của mỹ lúc này trực tiếp nhằm vào nhu chúng muốn gạt nhu để tách nhu khỏi diệm nhu muốn đi tìm ánh sáng trong đường hầm ư nhu muốn tìm hiểu thêm về phía đối lập mà y cho rằng anh có nhiều nguồn tin ư nhu muốn dùng hai long làm trung gian hòa giải với cha lê ư nhu muốn sử dụng vai trò của hai long trong cánh đối lập ư hay là vì tất cả những lẽ đó gặp y vào thời điểm này rất có lợi cho mình mình đã tạo cho mình một cái thế mặc dù đây chỉ là thế mượn để đối thoại với y mình hoàn toàn chủ động vì đã có đủ thời giờ chuẩn bị chú đáo chặt chẽ còn nhu đang ở cái thế kẻ phải đi tìm mình tâm thần y chắc vẫn còn chưa ổn định sau cuộc đảo chính Y sẽ dễ bộc lộ những sơ hở Nghĩ như vậy Đầu óc anh trở lại bình tĩnh Và còn cảm thấy phấn chấn Y kia rồi Một người từ căn nhà cụ cố đi ra Khác hẳn với Diệm và Cẩn Y có tầm vóc cao lớn Y mặc một bộ đồ len sẫm màu Chiếc áo len cổ lọ Kéo lên tận mang tay Nhu đi lao đầu về phía trước Hai bàn tay để giáp ngực Những ngón tay đan vào nhau Thoạt trông Y như đang chống với cái lạnh từ luồng gió ngoài sông thổi về nhưng anh lại thấy hai bàn tay nhu rời nhau bàn tay phải nắm chắc lại đập vào lòng bàn tay trái anh biết nhu đang bận tâm suy nghĩ và trong óc y vừa trượt nảy ra một điều gì hai long vội đứng lên trong khi nhu chưa kịp nhìn thấy anh anh cần phải chuẩn bị cho mình một tư thế trong những giây phút tiếp xúc đầu tiên anh chắp hai tay sau lưng ung dung đi bách bộ về phía cuối gian nhà anh tính toán khi nhu tới cửa phòng khách thì chỉ trông thấy phía lưng anh mình đang khoan thai dạo bước như một người thân thuộc trong gia đình khi nhu bước vào phòng khách thì anh vừa đi đến cuối nhà quay lại anh sẽ có thời giờ trực tiếp quan sát thái độ của nhu mình cần phải rất tự nhiên ứng phó một cách bình tĩnh linh hoạt như một người đại diện có thẩm quyền của cha lê từ xa nhu đã nhìn thấy anh y dạo bước tiến lại như muốn nhanh chóng thu ngắn khoảng cách vóc dáng cao lớn lanh lẹn mái tóc đen dày làm che cái đầu đã to càng to thêm bộ mặt vuông vức đã mang dấu nhiều nếp nhăn suy tư, hơi bị bóp lại phía dưới vì cái cằm nhỏ và nhọn. Dưới cặp lông mày nằm ngang, nổi lên một cặp mắt rất sắc. Cảm giác đầu tiên của anh, nhu không có dáng dấp của một nhà lãnh đạo quốc gia, y giống như một tài tử nước ngoài xuất hiện trên phim ảnh với vai trò của một nhà quý tộc châu Âu ra đón người thân thuộc đẳng cấp của mình. Và Hai Long cảm thấy với tầm vóc bé nhỏ, bộ quần áo sờn cũ, cái áo len bạc màu mình là một nhà quý tộc đã xa sút đang cố làm sao để biểu lộ sự tự trọng. Hai Long vừa dừng lại, định cúi chào thì Ngô Đình Nhu đã bước nhanh, chìa tay, siết chặt, đôi mắt sáng ngời, cất tiếng chào nồng nhiệt cởi mở. Bonjour, camarade. Hai bên cầm tay nhau, trao đổi những câu thăm hỏi sức khỏe bằng tiếng Pháp. Hai Long nói, xin chào ông cố vấn chính trị, rất hân hạnh gặp lại người cựu chiến hữu và phát diệm chúng tôi. Nhu buông tay Hai Long, xoay mình nhẹ nhàng quàng tay trái lên vai anh dìu nhà anh cùng đi sánh đôi đi thêm mấy bước động tác của nhu giống hệt như khi tên mật vụ dương văn hiếu đến bắt anh ở chân dốc cầu thị nghè chỉ khác là bàn tay nhu nắm tay anh nóng hổi cánh tay nhu đặt trên vai anh nhẹ nhàng như không có sức nặng nhu cùng anh đi suốt dọc ngôi nhà nhu hỏi ngay như một người đã quen biết lâu ngày đức cha lê có nói gì thêm với anh không thưa ông cô vấn sáng nay ông cũng đã gặp đức cha tôi gặp đức cha ít phút ở sân bay Phú Bài. Chỉ trao đổi đôi lời vẫn an. Cha hồng hào khỏe mạnh, nhưng hình như cha vẫn rẻ rặt. Rõ ràng Nhu không hài lòng về cuộc gặp gỡ. Thưa ông cố vấn, tôi nghĩ rằng câu chuyện sẽ khá dài. Những điều tôi viết trong tờ trình là rất vắn tắt. Sáng nay cha có nói một đôi điều. Tôi nghĩ là hệ trọng. Có thể nói gọn hết cả trong một vài câu, nhưng e chẳng giúp ích được gì cho ông cố vấn. Cần phải đi sâu vào từng vấn đề từng con người từng chi tiết mới mong tránh khỏi sự ngộ nhận tôi hẳn mong bộc bạch với ông cô vấn nhiều điều chưa có dịp nói ra rất tốt vì vậy tôi mới cất công ra đây tôi đã nói với cậu út chiều và đêm nay anh ở đây anh và tôi sẽ trao đổi tới trước khi tôi ra máy bay chúng ta sẽ nói chuyện một cách thẳng thắn cũng cần nói trước là tôi có những điểm không đồng tình với bản nhận định của anh cặp mắt đang nồng nhiệt của nhu bỗng trở nên lạnh như băng và đầy uy quyền Thưa ông cố vấn, điều đó dễ hiểu. Ông cố vấn và tôi đứng ở những vị trí hoàn cảnh rất khác nhau. Vì vậy mới cần trao đổi. Bàn tay nhu nắm chặt lại. Hai Long chưa hiểu y quay mình là bạn hay là kẻ đối địch. Như để tránh sớm xa vào tranh luận, Nhu vừa dẫn Hai Long đi vòng quanh gian buồng, vừa ôn lại những kỷ niệm cũ hồi cuối năm 46, từ Hà Nội trốn vào phát diệm, nương náu ở nhà chung, rồi được cha Lê, cử Lê Quang Luật, Hoàng Bá Vinh những người ở phong trào xã hội công giáo bố trí đưa qua Lào. Đổi lại, Hai Long cũng thao thao kể về tình hình giáo khu phát diệm Bùi Chu từ năm 46 đến nay. Rõ ràng từng giai đoạn, từng sự kiện, từng nhân vật. Với số vốn liếng đã thu thập được, anh biết mình thừa sức làm cho nhu tin vì y chỉ có mặt ở địa khu này một thời gian rất ngắn. Khi hai người ngồi vào bàn, Hai Long mới bắt đầu thuật lại cuộc trao đổi sáng nay giữa anh với cha Lê. Cha lo ngại lắm, Ngài nói rằng Việt Nam Cộng Hòa chẳng được yên đâu. Mỹ còn gây tiếp khó khăn cho Tổng thống. Mỹ sẽ làm áp lực cho kỳ được để đưa ông cố vấn ra khỏi phủ Tổng thống. Tôi có hỏi, Ngài có bằng cớ chắc chắn không? Thì Ngài nói rằng, Ngài là người trong cuộc rồi. Ngài ca tụng Pháp khôn ngoan, vẫn bí mật nắm chắc lực lượng. Đợi cơ hội đến là lật đổ chế độ như ngày 11 tháng 11 vừa rồi. Tôi tỏ vẻ hoài nghi, thì Ngài bảo cứ về Sài Gòn sẽ rõ. Ngài lại khen Cộng sản đa mưu túc trí thừa dịp đục nước thả câu, lập ra mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam để phát động chiến tranh cách mạng. Ngài lo ngại cho Tổng thống tìm cách nào để đương đầu với ba kẻ thù trong thời gian tới. Nhu phẩy tay, phản ứng rất nhanh. Tình hình đâu có đáng lo ngại, bi quan như ý cha. Khó khăn lúc này đâu bằng năm năm tư, khi Tổng thống mới về. Chỉ có mấy chục vạn giáo dân di cư đồng lòng nhất trí đứng sau lưng. Tổng thống vẫn vãn hồi được an ninh trật tự, dẹp tan thủ trong giặc ngoài. Sao lúc đó, chúng ta đoàn kết như vậy, chỉ cần giao dân linh mục ủng hộ tổng thống như hồi đó. Theo tôi, Mỹ cần phải có Việt Nam Cộng hòa trong chiến lược chống cộng của họ. Có lãnh tụ chống cộng nào ở Á châu sánh được với tổng thống? Mỹ hiểu như vậy, ta không vội lo về phía Mỹ. Thấy hai lòng ngước mắt nhìn mình, nhu hỏi: "Chắc anh không đồng ý với tôi." Tôi vẫn lắng nghe ý kiến của ông cố vấn. Điều ta phải quan tâm trước hết, tôi khác ý kiến cơ bản với anh về điểm này, là cộng sản mới đổi chiến lược họ đã phát động chiến tranh du kích ở miền nam việt nam trên lãnh thổ việt nam cộng hòa thực sự bắt đầu có chiến tranh nhu nhíu mày đôi mắt sâu lại nhìn hai long chằm chằm nhưng anh không thay đổi sắc mặt tỏ ra vẫn chăm chú lắng nghe tôi có chiến lược dập tắt cuộc chiến tranh ngay khi nó bắt đầu phải đánh bại chiến lược chiến tranh du kích bằng chiến lược chống chiến tranh du kích có kết quả ở mã lai rất bảo đảm rất thành công giọng nói của nhu trở nên say sưa cặp mắt nhu nhíu lại như đang tập trung nhìn xoáy vào một mục tiêu nào ở phía xa rồi nhu ngoảnh lại cho thẳng ngón tay vào mắt hai long miệng mỉm cười tòa cứ nhớ lại khu tự trị công giáo bùi chu phát diệm của đức cha hồi trước tòa chịu khó nếu óc dầu tưởng tượng của tòa cho phép hình dung ra những làng xã Hà nông thôn việt nam cộng hòa được tổ chức theo cách như vậy cộng sản sẽ không có đất không có dân không thể nào mở rộng chiến tranh du kích được nữa nơi nào có du kích cộng sản cho khoanh tròn lại ngón tay nhu vẽ một vòng tròn tiêu diệt ngay giải quyết được vấn đề cộng sản ở miền nam ta đã có đủ yếu tố căn bản để đối phó dễ dàng với những mưu toan của pháp cũng như mọi thử thách của mỹ tôi hiện đang sử dụng một số chuyên viên do thái anh mã lai có kinh nghiệm về chiến tranh chống du kích cộng sản nhưng xét đến cùng muốn kế hoạch có giá trị thực tế vẫn phải dựa vào những người đã từng xây dựng những khu công giáo tự trị khu dinh điền vùng đạo giáo vùng dân tộc thiểu số tôi đã cho nghiên cứu rút kinh nghiệm đặc biệt để đại xã Đồng Quan và giáo khu Bùi Chu phát diện. Mặt Nhu bỗng lạnh đi, giọng nói trở nên gay gắt. Thế mà các linh mục di cư cứ bê hết chuyện này đến chuyện khác. Công giáo Việt Nam thật lắm chuyện. Không hiểu Đức Cha Lê với Cha Hoàng nghĩ sao? Các cha chống cộng, Tổng thống và chúng tôi cũng chống cộng. Không hiểu tại sao không gặp nhau mà tính chuyện nội bộ trong nhà lại cứ kình địch nhau. Trách gì bên ngoài, nào Pháp giấy loạn, nào Mỹ gây áp lực, nào Cộng sản nổi lên khắp nơi nguyên nhân là tại các cha hết nên mới xảy ra vụ đảo chính 11 tháng 11 vừa rồi. Còn xảy ra vụ nào khác cũng tại các cha. Nhu chừng chừng mắt nhìn Hai Long. Anh cũng thế, các anh có trách nhiệm về tình hình hiện nay. Ở gần các cha hàng chục năm, các anh cố lôi kéo các cha về phía các anh, bất chấp quyền lợi quốc gia dân tộc. Các anh chẳng bàn vào mà chỉ tán ra, làm cho từ giám mục đến linh mục đều nghi kỵ tổng thống với dày tổng thống. Hai Long chột dạ anh đã gặp ngô đình cẩn cẩn cũng đôi lúc dậm dọa nhưng hắn hầu như bị anh thuyết phục thường chịu chuyện và đồng tình với anh nhưng đối tượng hôm nay khác hẳn hắn bác bỏ mọi ý kiến lý lẽ của anh và còn muốn dùng sức mạnh để áp đảo anh hay hắn đã đánh hơi thấy điều gì sơ hở của mình trong âm mưu ly dán bọn chúng nhu hậm hực dằn từng tiếng hồi nào tới giờ tổng thống vẫn một lòng kinh mến cha lê lê quang luật đã tách ra đi với đại việt Nguyễn Văn Châu đi hàng 2 hàng 3, cha Hoàng cha Lộc cặp kè với bọn đối lập, đòi mở rộng thành phần chính phủ. Đó toàn là người của cha Lê, của phát diệm Bùi Chu. Ai mở rộng chính phủ cách mạng cho bọn sôi thịt, bọn chính khách xa lông. Nhìn thấy Cẩn đi vào, nhu chuyển sang nói bằng tiếng Pháp. Chính anh, tác giả của bản nhận định tình hình, anh có dụng ý gì khi trao bản đó tới tay chúng tôi? Anh định áp đảo chế độ, định gây áp lực với tổng thống chăng? Cẩn bước lại, chắp hai tay, Thưa anh, em mời anh và thầy phụ tá Nghỉ công việc một lát Cơm đã dọn dưới nhà Chú chờ chút nữa Chúng tôi đang dở câu chuyện Nhu quay lại phía hai long Vẫn tiếp tục nói bằng tiếng Pháp Anh nghĩ ra sao Về những điều tôi vừa nói Cẩn lui ra Rõ ràng y cô nén sự bực dọc Khi thấy ông anh không muốn cho mình nghe cuộc đàm luận Bằng cách dùng tiếng ngoại quốc Hai long tự chế ngự Trước cặp mắt và những lời lẽ áp đảo của Nhu trả lời bằng một giọng xúc động của những người bị hàm oan thưa ông cố vấn tôi xin nhận lĩnh hết thảy những điều ông cố vấn lên án đức giám mục các linh mục những lời buộc tội anh em công giáo di cư trong đó có cá nhân tôi tôi biết phận mình là con chim lạc đàn là một tù nhân không hiểu sao mình lại bị cầm tù bên bờ hương giang tôi an phận cam chịu nhưng đức cha vì thương xót con chim lạc bầy nên đã viết thư nhắn lời và bỏ cả những ngày lễ trọng ra thăm tôi chăm sóc phần hồn và phần xác cho tôi. Tình thâm nghĩa trọng hoạt động với nhau hàng chục năm dòng, người nữa bỏ rơi tôi sao? Tôi đã thừa với ông cố vấn, ở những cương vị khác nhau, những vị trí khác nhau, khó mà có sự nhất trí thông cảm với nhau. Tôi là một người đang bị chế độ cầm tù, chẳng lẽ lại dại dột mưu toan, gây áp lực với tổng thống, với chế độ. Tôi biết rõ nếu làm việc đó, mình sẽ lãnh những hậu quả như thế nào. Chỉ thương cho Đức Cha, Ngài có chút ân tình với Tổng thống, Ngài lo ngại cho Tổng thống, cho ông cố vấn, cho vận mệnh quốc gia nên ngài đã dùng tôi là một người báo nguy cho chế độ ngài đã làm theo lời dạy trong kinh thánh không có tình thương yêu nào lớn bằng thương yêu bạn mà phó mạng sống của mình có lẽ ngài biết rằng làm việc này ngài cũng như đệ tử của ngài đã chọn con đường thánh giá thưa ông cô vấn tôi không hiểu đức cha sẽ suy nghĩ gì khi biết ngài cũng như cả khối công giáo di cư bị kết án là có trách nhiệm chính về vụ đảo chính vừa rồi và tất cả những vụ khác xảy ra sau này trong khi ngài lại chính là người đã qua tôi lưu ý tổng thống và ông cố vấn cần đề phòng những hiểm họa sắp xảy ra và ngay lần ra thăm này ngài cũng tiếp tục làm công việc đó tôi xin ông cố vấn với quyền lực của mình hãy ra nghiêm lệnh cho đức cha cũng như bất cứ ai không được ra vào thăm viếng tôi để những vị đó cũng như tôi đặng yên phần xác dỗi phần hồn hai lòng nói một hơi dài nhu xua tay hãy khoan nào bình tĩnh lúc này là cần thiết cho đại sự tôi kêu gọi ở anh một thái độ trầm tĩnh giận dữ làm cho người ta mất trí khôn. Thưa ông cô vấn, tôi đã nghĩ ra là nên viết an phận tù đầy. Nhu sẵn giọng hỏi lại. Ai bắt anh tù? Anh còn nói chuyện tù đầy thì khác nào anh phá kế hoạch của tôi. Nếu anh là người bị tù đầy, chắc chắn Đức Cha không lui tới thăm anh mà tôi cũng không ra đây. Một số người phát diệm bị chính phủ bắt bỏ tù, quá cha nào đến thăm. Tôi buồn phiền vì ông cố đạo Hoàng Lâm, nhóm Lê Quang Luật cùng phe cánh làm nhiều điều sằng bậy tổng thống sẽ trị tội họ còn anh nếu tôi cũng coi anh như họ thì không có cuộc gặp gỡ chiều nay tôi gặp đức cha sau khi ngài vừa gặp anh tôi ướm hỏi chuyện ngài ngài chẳng buồn nói theo anh tại sao cha lại có thái độ lạnh nhạt với tôi nếu cha vẫn nghĩ đến ân tình cũ với gia đình họ ngô thôi bây giờ ta nghỉ đi ăn cơm chiều nay tôi đã nói nhiều rồi buổi tối sẽ dành cho toa hai long có khoảng nửa giờ sau bữa cơm đi dạo quanh dân trước nhà từ đường của họ ngô để suy nghĩ về cuộc trao đổi ban chiều và chuẩn bị cho cuộc gặp buổi tối. Cuối cùng, anh đã hiểu vì sao Nhu rất buồn vã khi mới gặp anh, nhưng sau đó trở thành giận dữ. Đó là do hậu quả của cuộc tiếp xúc lạnh nhạt giữa Y và Cha Lê sáng nay tại sân bay. Y đã chút cả sự giận dữ không riêng với Cha Lê, mà cả với nhiều cha cố phát diệm xuống đầu anh. Anh đã nhận thấy những nhược điểm của mình trong buổi đối đầu lần thứ nhất với Y. Anh còn chưa chế ngự được xúc động trong khi tiếp xúc những chuyển biến quá mau lẹ trong suy nghĩ và trong thái độ của đối tượng có những lúc khiến anh bối rối anh chưa kịp thời phát hiện những nhược điểm của y tâm trạng của y y đang cần gì qua vài giờ trao đổi có thể thấy nhu là một con người đã quá quen với quyền lực và quyền lực đã tăng thêm sự tự tin cho y y có kiến thức nhạy cảm và thông minh nhưng y cũng đã để lộ rõ nhược điểm về sự am hiểu tình hình thực tế chính trị ở miền nam tình hình thực tiễn chiến tranh ở việt nam y chỉ hiểu qua sách vở và suy luận và sự hiểu biết về con người Đó là những cái Anh có thể khai thác trong cuộc gặp gỡ tối nay Cũng thấy rõ là Y đang ở trong một trạng thái mất thăng bằng Y nổi nóng vì những chuyện không quan trọng Mình phải cố làm cho Y không thất vọng Về chuyến đi Mình có thể đáp ứng một số yêu cầu hiện thời của Y Y cần phải có mình Nếu không là thất bại Trên bàn trà Thiếu hai vật quen thuộc Hộp thuốc lá cẩm lệ và hộp khám đựng trầu Thế vào đó là một bao lạc đà và hai tách cà phê Nói lên cuộc chuyện trò sẽ kéo dài tới khuya Nhu xé bao thuốc lá thơm mời khách Rồi rút trong túi ra một bao batus màu xanh Nhu cười nói với Hai Long Mình quen dùng thứ nặng này Ở nhà bà Lệ Xuân chỉ cho hút một ngày đúng bốn điếu Bữa nay đã dùng hết nửa gói Toa bắt đầu đi Thời giờ tối nay hoàn toàn thuộc về toa Nhu nói rất nhanh Thái độ của y lúc nào cũng khẩn trương Hai Long giữ vẻ từ tốn vốn có của mình tôi xin trả lời những câu của ông cố vấn đã nêu ra ban chiều trước hết về thái độ của đức cha với ông cố vấn thoạt nghe tôi hơi ngỡ ngàng cha ta huế với thiện chí đối với tổng thống với chế độ nhưng tại sao khi gặp ông cố vấn ngài vẫn tỏ ra lạnh nhạt thái độ này có liên quan đến cá tính của cha ông cố vấn chắc hiểu cha từ ngày ở phát diệm ngài đã quen được những nhà lãnh đạo quốc gia đoán mời ngài chờ cụ hồ cử người mời mới tới phủ chủ tịch ngài không bao giờ tới dinh quốc trưởng bảo đại cũng như cao ủy pháp ở đông dương chỉ có Bảo Đại, Pi Nhông, De Lát Tờ Tát xinhi, Henry Nava tới yết kiến cha ở phát diệm. Bởi vì tính ngài rất tự cao tự đại, ngài lo cho chế độ, ngài thương Tổng thống, nhưng không vào phủ Tổng thống là do tính nết của ngài. Ngoài ra, còn do vị trí của ngài ở chính trường miền Nam, ngài mới nhắc, dù Tổng thống ra thế nào, thì ngài và giáo hội vẫn còn. Gần đây, chắc Tổng thống cũng nhận ra điều đó, nên đã có một cử chỉ rất đẹp là gửi thiệp và tặng vật quý đến chúc mừng Đức Cha nhân lễ Giáng sinh. Trong thiệp, Tổng thống còn viết rằng thắng lợi vừa qua là thắng lợi của Phát Diệm ta. Ngài rất cảm động. Chính Ngài đã nói với tôi sáng nay. Nhu gật gù, miệng cười nụ. Mình biết việc đó. Hai Long thừa hiểu, việc này do Nhu đạo diễn, nhưng cũng nhân đây, vạch cho y một sơ xuất. Kể ra, Tổng thống cử một người khác đi gặp Đức Cha thì hơn là tướng Phạm Xuân Triều. Ông Triều dù sao cũng gợi cho cha nghĩ đến thất bại trong việc dùng người. Tướng Triều trước kia là người của cha Lê, sau khi lực lượng tư vệ phát diệm bị đàn áp, chạy sang quy thuận diệm Nhu. Nụ cười của Nhu trở thành gượng gạo. Hai Long làm như không biết, thản nhiên nói tiếp. Cha gia Huế, ngoài mục đích thăm tôi, còn muốn qua tôi báo cho Tổng thống và ông Cô Vấn một số vấn đề trọng đại và khẩn trương. Ở cương vị của ngài, ngài luôn luôn phải thận trọng, tế nhị mới giành được sự tín nhiệm của cả Mỹ và Pháp. Nếu không, thì khó biết rõ họ muốn gì, họ đang làm gì với đất nước đối với vụ đảo chính vừa qua, cha quy trách nhiệm về phần tổng thống, vì ngài đã thông báo trước mà không có biện pháp ngăn ngừa. Các cơ quan an ninh của ta hoàn toàn không biết về việc Mỹ, Pháp sử dụng quân dù gây biến cố. Dân chúng càng dao động khi thấy binh chủng dù, con cưng của tổng thống, đã quay mũi súng chống tổng thống. Họ sẽ đặt vấn đề tin tưởng đối với tổng thống. Hai Long ngừng nói, nhìn Nhu chờ xem phản ứng. Nhu khuyến khích. Anh cứ nói tiếp, chớ có điều chi phải e ngại ông cô vấn có cái nhìn toàn cục chiến lược đối với tình hình đất nước hiện nay tôi rất tán đồng chiến lược chống chiến tranh du kích của ông cô vấn đặc biệt là ông cô vấn đã coi trọng những kinh nghiệm chiến đấu của bản thân giáo dân ta ở phát diệm bùi chu nhưng hiện nay xét cho cùng thì nguy cơ cộng sản tuy là rất lớn lớn nhất đó nhưng hãy còn xa vì cộng sản chỉ mới làm chủ được rừng núi và vùng nông thôn hẻo lánh có phát triển lực lượng và chiếm đất theo chiến thuật vết dầu lang nhanh cách nào cũng phải vài ba năm mới đủ lực lượng tiến vào thành thị lật đổ chế độ Cộng Hòa ở Sài Gòn. Biến cô ấy không thể nào là biến cố bất ngờ. Đức cha chưa bận tâm nhiều đến nguy cơ Cộng sản vì còn lâu mới xảy ra, đã còn thời gian để lo liệu. Pháp và Mỹ chính là nguy cơ trước mắt. Vụ đảo chính vừa qua đã chứng tỏ rõ Vương Văn Đông được Pháp chuẩn bị từ lâu đã tổ chức lực lượng sẵn sàng chờ Mỹ có hành động áp lực với Tổng thống là mượn gió bẻ măng, thừa cơ lật đổ Tổng thống. Nếu Đông không nghe lời khuyến cáo của cố vấn Mỹ ở tại chỗ để đại tá khiêm kịp đưa viện binh từ mỹ tho lên cứu nguy cho tổng thống thì cục diện hôm nay sẽ ra thế nào nhu vẫn lặng thinh ngồi nghe mắt không nhìn hai long tay mân mê bao thuốc lá hai long ung dung nói tiếp còn về mỹ thì sao theo ý đức cha mỹ cần mảnh đất miền nam việt nam này hơn chế độ cộng hòa cùng với nhân vật lãnh đạo chế độ hiện nay mỹ đã thật sự đưa phan quang đán ra uy hiếp tổng thống mỹ đã có âm mưu muốn thay thế tổng thống đán thường xuyên liên lạc với đại sứ mỹ dupro ở sài gòn trong khi đó, em của Đán, Phan Huy Đức, luôn luôn bám sát giám mục Nguyễn Văn Hiển. Biến cố 11 tháng 11 chứng minh rõ ràng chỉ trong khoảnh khắc chế độ và tổng thống có thể bị lật đổ do bàn tay của Mỹ và Pháp với lực lượng quân sự chính trị ở ngay thủ đô Sài Gòn nằm sẵn trong chế độ Cộng Hòa. Cộng sản với lực lượng quân sự nhỏ yếu hiện nay dù cũng muốn lợi dụng tình hình chính trị khó khăn của ta cũng không thể nhanh và kịp thời bằng Pháp được. Nhu gật gù xa tay như sắp buột ra một lời đánh giá nhưng y đã kịp ghim lại Chuyển qua chuyện khác Tiện đây Ma trở lại bản tham luận của toa Toa viết theo thể hàn lâm Nó trang trọng khúc chiết Nhưng nội dung khập khiễng Và thiếu phần thực dụng Có nhận định suy luận Còn phải có phần tổ chức biện pháp nữa chứ Tại sao toa không đứng hẳn về phía cha lê Hay đứng vào vị trí những người cầm quyền Mà đưa ra ý kiến này Ý kiến khác Ứng phó với tình hình Nói nguy cơ trầm trọng Mà không chịu lộ biện pháp giải quyết Thì khác nào gây áp lực với tổng thống Nhu vùng tay nói tiếp Phải quét sạch bọn xôi thịt gây rối loạn Phải chặn đứng cộng sản Đề phong pháp dè chừng Mỹ Hai Long gật đầu Nhu tưởng anh tán đồng nói tiếp Cha Lê có vị trí đặc biệt hiếm có ở miền Nam Ngài đi hàng 2, hàng 3, hàng 4 Ngài biết rộng Hiểu sâu nhiều vấn đề Nhiều người, nhiều nước Sự hiểu biết của Ngài thật quý giá đối với Tổng thống Anh làm cách nào Hiểu hết được những suy nghĩ nhận xét của Ngài Rồi anh phân tích tổng hợp tất cả để giúp tôi hiểu được ngài như anh hiểu, cha bàn cách giải quyết thế nào và dâng ý kiến anh ra sao cũng thẳng thắn cho tôi biết để tôi rộng đường nghiên cứu đối sách. Tôi công nhận anh là người có nhiều khả năng phân tích. Anh hãy vận động, hối thúc cha lui tới thăm tổng thống. Về phần tôi sẽ tạo điều kiện để tổng thống gần cha hơn. Chúng ta không thể để tình trạng lạnh nhạt kéo dài giữa hai vị lãnh tụ. Người trong nhà ly tán, kẻ ngoài giòm ngó, xen lẫn nội bộ ta, can thiệp vào công việc nội trị ngoại giao của ta cái đích của buổi gặp gỡ đã đạt được. Hai Long muốn nhân đây, khuét thêm mâu thuẫn giữa Mỹ và Diệm, nhưng lại e vội vàng. Đúng lúc ấy, Nhu hỏi. Anh xem ý kiến Đức Cha đối với Pháp Mỹ hiện thời ra sao? Cha cho rằng, Mỹ ủng hộ hoặc gây áp lực với Tổng thống đều vì đường lối chính sách của Mỹ đối với Việt Nam, vì quyền lợi của Mỹ, tuyệt nhiên không vì Tổng thống. Nếu khi quyền lợi của họ bị trở ngại, họ sẽ không từ điều gì không làm để phá bỏ trở ngại. Đức cha thường căn dặn tôi Người Mỹ theo chủ thuyết thực dụng Không theo thuyết duy linh Nên họ coi trọng quyền lợi vật chất Xem nhẹ đạo đức tình nghĩa Cái lý của họ là lý của kẻ mạnh Họ trở mặt ngay với bất kể bè bạn hay đồng minh Roosevelt đối với De Gaulle là một ví dụ De Gaulle đến nay vẫn còn mang hận Trái lại Pháp trọng tình nghĩa đạo đức hơn Đối xử có thủy có chung Với những người đã hợp tác với họ Họ vẫn không ngừng liên lạc Và giúp đỡ đức cha gần cha từ lâu, tôi cứ đinh ninh cha thân Pháp, xử lý theo quan điểm của Pháp. Nhưng biến cố 11 tháng 11 đã làm tôi tỉnh ngộ. Tòa sửa soạn về Sài Gòn ngay, giữ bí mật để tránh mọi quấy phá và chuẩn bị đương đầu. Mỗi lần cậu út đi ngang, nhu lại chuyển sang nói bằng tiếng Pháp. Cậu út đáp lại bằng những bước đi nặng trịch. Một lần cậu út đi khỏi, nhu nói thì thầm. Tòa lưu ý khi trao đổi với ông Cẩn, chỉ bàn bạc những vấn đề thuộc phạm vi tiện phương miền Trung, phải nhớ điều đó ông cẩn đôi khi nông cạn về phần các cha thì cha nào cũng ham chạp áp phe toa nghiên cứu cho các ông ấy trúng một vài áp phe thì ta nhờ cậy việc gì cũng xong mình sẽ bàn với ông cẩn đưa toa về sài gòn sớm phải chạy đua với thời gian hai long hiểu thêm một lý do hối thúc nhu phải đưa anh về sớm sài gòn vì y e ngại quan hệ mật thiết giữa anh với cậu út ông cẩn có nói cần toa ở lại đây để hoàn tất bản dự thảo kế hoạch chống đảo chính việc đó không thể làm ở đây mà sẽ cùng bàn bạc với Toa khi Toa đã về Sài Gòn. Cậu út đích thân đứng coi người nhà, trái đèn trăng mùng, xếp chăn cho anh và khách. Nhu đã nói với Cẩn để hai người ngủ cùng một phòng cho tiện trao đổi vì sớm hôm sau đã phải ra máy bay. Hài lòng ngỡ ngàng trước cảnh tượng này. Đêm qua, anh còn nằm ở một góc nhà giam lạnh lẽo trên tấm phản gỗ với chiếc chăn chiên. Tối nay, anh đã ngủ trong nhà vị cố đại thần Triều Nguyễn, giường cao chiếu sạch, chăn ấm đệm êm giường bên kia là người nắm trong tay vận mệnh của chế độ những người chiến sĩ tình báo phải giàu óc tưởng tượng nhưng anh không thể nào nghĩ được có một đêm anh và nhu lại ngủ trong cùng một căn buồng nhu chính là kẻ đã thảo ra luật mười năm chín đặt những người như anh ra ngoài vòng pháp luật cho kéo lê may chém khắp miền nam để chặt đầu cộng sản năm vùng đêm nay anh nằm cạnh tử thần nếu nhu nhận ra anh qua một câu nói trong cơn mê đầu anh chắc chắn sẽ nằm dưới gốc cam trong vườn của ngô đình cẩn sự biệt đãi đó chứng tỏ nhu đã coi anh như một chiến hữu một kẻ tâm phúc của mình điều này nhu đã kín đáo nói trong cuộc trao đổi buổi tối nhu đã trao cho anh nhiệm vụ theo dõi đức cha để báo cáo với nhu nhu không cần hỏi anh có ưng thuận hay không vì nhu tin ở quyền lực của mình tin ở vị trí con người của mình giữa nhu và cha lê anh sẽ phải chọn nhu nhưng nhu không biết rằng chính anh đang rất cần đến y anh đã phải vượt qua bao nhiêu con đường quanh co hiểm nghèo, phải trả giá bằng nhiều những tuổi nhục quá sức chịu đựng của mình. Và nếu cần, anh sẵn sàng hy sinh nhiều hơn thế nữa để được đến gần con người này vì lý tưởng chiến đấu của mình. Mục tiêu đã đạt được. Người anh lâng lâng bay bổng. Bên ngoài trăng sáng, ánh trăng bát ngát, trải trên vườn chè ướt át sương đêm. Như có những ánh mắt lúng liếng của người thiếu nữ đang cười. Một đêm trăng đẹp lạ lùng. Nhu cũng đang nhìn ra vườn. Phải chăng Y cũng đang ngắm ánh trăng Ông cô vấn ngày xưa có đọc thơ Nguyễn Bính không? Trước khi vào học trường Bắc Cổ Paris Nhu đã tốt nghiệp cử nhân văn chương Nhưng Nhu đáp Mình làm chính trị Không còn thời giờ đến với thi ca Tại sao anh lại hỏi thế? Tôi vừa nhớ tới mấy câu thơ của ông ta Đêm nay mới gọi là đêm Ai đem trăng sáng đãi trên vườn chè Trăng đêm nay đẹp quá Anh bao nhiêu tuổi rồi? Tôi đã bước vào tuổi 32 vẫn là tuổi thanh niên, còn nhiều mơ mộng. Nhu lại im lặng. Anh biết y nhìn ra vườn, nhưng không phải để ngắm ánh trăng. Đôi mắt y đang chìm đắm trong những suy tư. Y không còn giây phút nào thảnh thơi. Cuộc trao đổi với anh ngày hôm nay chắc đã đem lại cho y thêm nhiều lo lắng. Y đang tính toán. Lại một ít đồ, một mưu toan nào đó đang hình thành trong đầu y. Bộ mặt trầm tư kín đáo của y nhắc nhở anh. Mình vừa mất cảnh giác. Suýt nữa, thì mình lột tuột bộ áo thầy dòng trước mắt lão ta anh bỗng thấy y rất cô đơn y không sung sướng gì trong cương vị hiện nay y ra đây với trăm ngàn nỗi lo vò xé y biết rõ mình đang sống giữa những họng súng vô hình mình còn hạnh phúc hơn y rất nhiều trước khi lên giường ngủ nhu quay sang bảo hai long hãy chuẩn bị yên cương để xem y vội vàng đến đâu hai long làm như buột miệng đọc một câu ngạn ngữ của người ý Shiva Piano Vasano Có nghĩa là bước chậm, bước chắc Tốt nghiệp trường bác cổ Nhu rất giỏi tiếng Latin Nhu nghiêm mặt nói Lutem Presti Có nghĩa là thời gian gấp rồi Suốt đêm, hai long không ngủ Quá lâu ngày, anh mới uống một tách cà phê Như vậy cũng hay Anh rất sợ giấc mơ của mình đêm nay Ở giường bên kia Thỉnh thoảng Nhu lại chở mình Y cũng đang chằn chọc các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 3 của tiểu thuyết Ông Cố vấn. Phần đọc truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.